Như vậy là chỉ còn vài đêm nữa thôi đây à? À, À, thì em cũng như 4 đêm nữa thì là cho nó khỏe. gia đình cũng nhất sẽ thoát khỏi cái cảnh là ngủ Ừ, bị đó. mưa 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 dột. Đúng rồi, cho nó đỡ hao điện. Hay là cái bóng nhỏ xíu. Ờ, chứ sai là tấu ngủ là cứ để cái bóng này còn. Dạ buổi hồi sinh chào cô bác quý anh chị. Một buổi chiều hôm nay thì trước khi mà dỡ một cái ngôi nhà này ra đó thì buổi hồi cũng qua đây cập nhật một cái tình hình hiện tại của Nhất cũng như cho cô bác quý anh chị biết được luôn. Chào ông Nhất ha. À, cảm ơn. Cắt điện không Nhất? Ờ, cắt điện ra cưng thôi để mai mình làm cái việc người ta. Dạ ha. Tắm Ờ, rửa gì chưa? hả? Dưới tắm nãy rồi. Dạ ha. Đồ dọn dẹp hết chứ ông Nhất? Ờ, biết gọn dẹp xong cái nữa cơ. Mà nhớ Đâu? hả? Dồn vô bao chưa? Dồn ra bao đó, biết để ngoài trước đó. Đâu? Đóng ngoài đó. Đó, biết để là cái đó ngoài á. Ủa có một bao nhỏ xíu vậy? Ờ, ba cái đồ kia cũng biết đem đi dục hết trơn à, cũng như nó cái nào xài được thì xài mấy cũng biết dục hết trơn, đồ như nó cũ đó dục bỏ hết. Rồi tối nay là ngủ thầm. Ờ, như đêm nay ngủ thầm bậy dài đêm. Là ngày mai là mình chỉ cần còn chừa cái phần này lại thôi. Ờ, vừa cái phần lại Chừa phần này lại thì ông cụ có thể ngủ ở đây được. ờ cha cái ơi cha không ngủ đó được, nó không có cắn, nó hiền khô rồi. Rồi Út Nhất ngủ đâu? Ông Nhất thì đêm nay ông Nhất ngủ ở nhà đêm, rồi là ba cũng biết chơi xuống với bà chị. Rồi ai giữ vật tư? Mà, hả? Ai giữ đồ vật tư? Vật tư hả? À. À, nếu mà hả mà không mưa thì ông Nhất văng cái mùng tạm với thờ với sàn mình ngủ. Như mình văng cái mùng tạm như mình khiêng cái chổng đó, mình đem với tạm với chỗ với chung với ngủ được được. Sớm giờ dọn cũng dọn hết hả? Ờ, chứ làm ở cái này xong hết trơn, chỉ là con cá cũng như là nữa khiêng cái chổng này với ấy này kia ra là rồi. Ủa rồi cái giường, cái trống. Cái giường này hả cân nữa là mình khiêng gỡ qua bên đó đỡ. Gửi một đấy mà trời luôn. Ờ, để ngoài trời thấy đỡ đi chứ giờ làm sao giờ, chứ giờ cái sân này để cho nó rộng đặng cho người ta có làm này kia. Ở ngoài sau này mấy cái bếp ga này sao Út Nhất? Ờ, bếp ga thì xài im lắm cơ. Không, ý hỏi là em hỏi là rồi để đâu, để dưới sàn hay sao, hay Nữa để đâu khiên đó hả? ở cái phần này, để đây luôn được mà đúng không? Được. À Ờ, bà biết nói để ở với tính điện cho cưng, nó hỏi như cái này có dẹp đi đâu không hay là để y. em nghĩ là cái này để y đi, tại ngày mai là đâu có làm cái phần này. Ờ, đúng rồi, y gan bởi nó cũng như là để tạm thì cho đỡ một chút nè. Dọn ba cái đồ xuống chén đồ vô hết rồi đó Ờ, hả? nữa không biết xe ấy nè, biết sẵn sẵn thêm nữa cái gì cái mình bưng dưới sàn, bưng dưới sàn hết khi nào biết chuyển đi trên rồi. Hôm nay mấy giờ thức? Ngày nay chắc 4 giờ cũng biết thức đó, chuyển ba cái đồ lần 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 xuống hết tặng cho trống cho anh em người ta lại làm cho nó dễ, giao để dây nhựa bọng tùm lum ta la cái nghiệp anh em người ta nữa, người ta làm cũng khó làm. Đem đồ ăn cho anh Cường chưa? Cái đem rồi. Ờ, bữa nào không bằng đó mình 4 giờ gửi cái đem vô cho nó ăn. Đúng giờ luôn. Ừ, 4 giờ gửi cái đem vô cho nó. À, hôm nay ăn cơm gì? Sáng nó ăn Buổi cơm gì sáng rồi? đó, hả, hồi nãy không biết luộc cà này, cái đầu gà cá kho ăn ăn đỡ nè. Cà luộc. Ờ, cà luộc đó. Nhiều cái ca thịt gà nè. Thịt gà kho chung với cá luôn Ờ, hả? cá nè, gà, chị Sáu bà la bà kho cá kho tiêu bà lên, cái bà đưa cho chén bà kêu ăn. Bữa nay là đi chợ hết nhiêu tiền cũng nhất? Hồi sáng cha đi chợ có hồi sáng không hồi sáng cha không có đi chợ. Sáng cha không có đi tại vì thịt gà không còn đó, rồi quay lại cái chị Sáu mới đem lên miếng cá kho tiêu đó rồi lời lên ăn. Ông Nhất có đưa tiền cho ông cụ không? Có Dạ có đưa cho cha, Đưa được nhiêu? đưa cho cha đây tổng cộng là 1 triệu. Vậy hả? Ờ, anh cho cha bỏ trong túi thì như không biết có đi làm thì ổng mua gì ổng mua, giao thì không biết đi làm thì ổng muốn mua gì thì không có nghiệp không. Đây là cái phần này là mình sẽ làm chừng nữa cô bác anh chị. Cái phần này á, là sẽ làm cái nhà vệ sinh xây thẳng lên tới tới trên này luôn và dừng hết cái phần này lại luôn, thì mai mốt cái nhà vệ sinh này nó sẽ rất là rộng luôn. Có thể là cái phần này là mình sẽ cưa bớt rồi mình sẽ làm luôn tới trong đây luôn. Bữa nay có nấu cơm củi không Út Nhất? À, bữa nay cũng biết không có ấy cơm củi rồi, giờ cũng biết xài cái này không đó.
Nấu cơm kìa. Nấu cơm hiểu biết nấu cơm củi. Ừ. Còn làm đồ ăn hết là biết nấu cái bếp. Làm bếp khỏe. Ừ, cho nó khỏe. Ông cụ chắc vui dữ. Ông mừng. Không, không nói gì nè, ông nãy ông hỏi với bụ ha. Như vậy rồi mình có tốn má nào không? Con nói không, cái này là hộ lo cho nhà mình hết. Tại ông ra ông nói với chị anh Sáu, ủa anh ba này kia, chị Tư này kia đó. Rồi chị Tư nói ông im gu đi, đã hồ đó là người ta xin trời trời người ta cắt cho ông. À. Mà cái ông sợ ông hỏi chứ mình có tốn gì không hoài. Dạ. Ừ, ông hỏi chứ mình có tốn gì không. Rồi chị Tư nói ông im gu đi, đã hồ đã nó nói là nãy nó tính ngoại có con nè. Nó nói là cắt cho ông cụ là cái nhà hết luôn. Mà theo ông ra ông hỏi chị Tư chứ dứt nó kêu người ta dở hết á, rồi không biết nó có tốn tiền không mà giờ nó kêu người ta làm. Trời ơi. Quá người chị Sáu với anh ba mới la ổng. Ừ. Nói là ông im gu đi để cho ông hồ nó qua nó cắt nó lo cho ông. Không có tốn gì hết trơn á, mà ổng sợ đi không có tốn gì không mà làm cho nhiều vậy đó. Vậy hả? Ờ rồi chị Tư nói đã kêu ông đừng có nói gì trơn á. Để cho người ta làm cho ông, chứ không có cái nhà ông ở thôi. Đó, mà ổng sợ. Ông sợ dở ra không có nhà ở. Ông phải không, giờ sợ dở ra mà ông nói cũng như là vô trương à, họ tiền đâu mà có mà trả cho người ta nhỉ, trả người ta. Chị Tư nó ông yên tâm đi. Ông già ông nghĩ thì chừng nào mà người ta cắt xong mà yêu cầu ông vô mà ở đi, chừng nào mà ông tốn tiền ông hả nói. Rồi ông nói ừ thì ai làm gì đó làm thì nói ông im gu thì để cho thằng hộ qua cắt cho ông. Ở đó ông sợ. À, mình có lo không Út Nhất? Út Nhất lo không? Út Nhất có lo không? Không, Út Nhất không có lo, cũng như mấy chị này kia bà cũng đầy trợ đó. Mình cũng mừng dữ lắm. Ông ngay cũng như nghiệp mấy chị này kia nhé. Ừ, bảo lo cho nhà mình vậy mình cũng cảm ơn mà rất là nhiều. Nhưng mà khi mà cắt cái ngôi nhà mới như thế này là Út Nhất có lo không? Có lo lắng điều gì không? Không, cũng như cắt xong rồi Út Nhất khỏe mừng. Út Nhất đi làm là đi lên là Út Nhất đi làm là khỏe đấy. Út Nhất không còn nghĩ ngợi gì mà sợ mưa má này kia. Như là cắt xong rồi là Út Nhất lâm đụng, Út Nhất đi mặn. Nhưng mẹ bà không có bị nước là giờ cho bà ở đó gì cũng như cáo lui với cha. Ừ. Giờ biết phá cửa là sợ mẹ đi lên đi sợ xuống té. Đi lên đi xuống mới té. Có bao giờ bị té không? Bà đi xuống mới bữa đó cha nói bà đi xuống cái bà dắt cái bà xuống cầu thang rồi. Ừ. Mà bà dắt cái cục đá đó. Ừ. Cái bà té mà nào nghe không có sao. Ừ. Rồi cha ông mới ra mới đỡ bà lên, rồi bà lên là ông nói mày có đi đâu thì mày đóng cái cửa này lại. Người ổng biết yêu sáng đi màn mà biết đóng cái cửa lại, rồi nào cha ông đi thì ông mở ra rồi ông phá ông cột dây lại. Người tối nay là ổng nhất dọn đồ ở trong phòng rồi dọn hết chưa? Dọn hết là sạch sẽ luôn. Đó, rồi. Coi đó. Còn chỉ là có cái giường là mau là mình khiêng ra thôi. À, thông tin với cô bác quý anh chị là cái phần nhà này cất á là vẫn có dừng cái dách giống như thế này luôn. Giống hệt như thế này luôn nha ông Nhất. À, có dừng cái dách, có cửa như thế này luôn. Ừ. Rồi tại vì ông bà cụ thì để cái phòng là nực lắm, ông bà cụ không chịu cái phòng đâu. Ờ đúng rồi. Nè đó biết dọn sạch sẽ hết trơn đó. Đó dưới này nè. Sạch sẽ hết trơn đó. Đó dán nó đó, thấy không? Dán nó một cái ghê không? Ừ. Nó ghiệu hết trơn vậy đó. Quá một một hết trơn rồi mà tại cái này là có khi nào nó gớt cái chân này xuống không trời. Ông biết sao, ông biết cơi mà nói ông biết cơi cái nó chịu ba cái gạch này cho nó đỡ đó. Không. Ừ, mình cũng biết vô tá cái lùi vô đây thôi. Ở dưới này đâu có giấy quét dọn như được. Ờ nó một hết rồi. Cũng làm nữa mà nó mới ghiệu nhé, ghiệu thế rồi nè. Đinh bọng gì là nó nè. Này ông biết đóng cái đỡ cho nó đi đừng đỡ lọt giò, còn này thì nó cũng gãy. Mai mốt cái phần này là lót phần gạch luôn. Dán gạch luôn. Nó ghiệu đó, ngày mai bây giờ khiêng cái chổng này ra là bỏ kì con. Khiêng cái chổng này ra là bắt đầu đem ra kia gỡ ra bỏ đó. Ừ. Rồi nữa cái Út Nhất cũng như cái chổng này lâu chứ Út Nhất? Cái chổng này là hồ mà ông ngoại là nào ngay cũng lâu rồi. Ừ. Cũng nào ngay cái này như nó trắng là đồ cổ. Ừ. Cái này là như là cái gọi cái chổng sắt là cái đồ cổ. Ừ. Thờ là của ông ngoại mà thờ đó tới giờ mà tới giờ ông mua tới giờ đó. Ừ. Rồi cái ổng bả mắt rồi người ổng mà ổng mới cha má mới đem về đây cho đằng này mua cái chổng khác ông Nhất chịu không?
chịu. Cái giọng này thì chừng nào nay nó cũng ấy cho mình hồn nè. Cái chân này cũng biết ấy nè. Đâu? Cái chân này cũng biết ấy, ba cái cây cái cơi lên đỡ nè nè. Ồ, nó gãy hết rồi. Gãy cho rồi cái cha ông mới để tao làm. Này bằng tre. Tre. Cha mới để tao làm ba này đỡ cho mày nằm chứ nó gãy hết trơn rồi. Ở dưới lót chiếu hả? Ở dưới thử dứt ra lót cái chiếu. Cái niệm này không nhất. Cái niệm. Trời ơi, cái niệm gì đâu mà nó cũ chưa? Lâu rồi mà mình cũng tính nằm trệt, mà nằm trệt thì thứ nhất sinh sống. Mà cái này nó bị thụng luôn rồi nè. Nó hư rồi, một chiếc nói hao kệ nằm đỡ đi. Đâu có tủ đồ, tủ quần áo gì không nhất? Không có gì trên đó, biết máng gì đó. Máng gì đó ha. Đó biết máng gì không mà. Chứ đâu có gì đâu hồ. Đó nhà rồi nè. Nhiều đây như trống lỏng, như nhà mình như không có gì trên. Đây nè, dần cái vách nè. Nó này cũng như cái vách này, giống như nó mưa tạt này, có biết lại lại như này. Lại lại như vậy đó. Mấy bộ đồ là treo vậy đó, cũng có cái tủ. Cái ngoài nãy mưa đó, biết đem vô đây đỡ nè, mau tối nào cái chuyện hướng chị Sáu cho nè. Cái này là ở đây dột mưa hay sao dăng cái đó? Ở đó hả? Nó dột mưa, có biết cái ấy này cho nó đỡ vô. Tại nè, đinh nó hở đó. Đinh bọng thì nó đứt hết trơn, cái đầu mưa cái nó nhiều, nó chạy xuống. Là những cái tấm tôn này cô bác có gì thấy nè. Này là chỗ đó là nó lộn hết trơn à. Cái gì biết nè. Những cái cây này nó mục lắm á cô bác của anh chị, nên là nữ là không có dám thay cái phần tôn trên này đâu. Nên là quyết định là sẽ hỗ trợ là cất mới luôn, lý do này là không còn sử dụng được nữa. Leo lên cũng nguy hiểm lắm. Đúng rồi, nó chắc nó mục. Cái này nè, mấy cái này nó mục hết à. Rượu à. Đúng cờ thụng, cờ thụng. Quá lâu rồi. Nhà này hồi đó cắt bao nhiêu năm ốm nhất? Cha ông nói 20 mấy năm rồi. Cha nói 20 mấy. Ngày xưa nghe nói nhà lá rồi ta cho. Nhà lá cái nhà thờ là mày nè. Nhà thờ đó người ta thấy tội nghiệp đó, người ta nói lá nó dột, người ta nói thôi để ổng cho lá này kia đó. Ổng cho tôm cái ông cố cho tôm này cái lợp này. Cha nói 20 mấy năm rồi. Cũng nhất theo đạo Công giáo ha. Nhất đạo Công giáo, nhà thờ tới bên này cơ. Dạ. Cái tủ nè, cái tủ thờ mà nó cũng còn gì nè. Chưa, cái tủ thờ này là lâu lắm rồi, nó một rồi mà liệu các biết cái để hao đó biết xài được. Tối Út Nhất xả mùng cho mẹ ha. Tối cái Út Nhất như mà mình giờ sắp ấy đó, cái đầu bỏ mùng xuống cho bà. Tắn mùng cho bà làm hoàng rồi cái. Tắn mùng luôn hả? Tắn mùng cho mẹ làm hoàng, cái đầu mình ngủ. 7 giờ rưỡi rồi bắt đầu mẹ cha con tắt đèn ngủ trên. 7 giờ rưỡi gương nhất ngủ luôn. 7 giờ rưỡi thì mấy mẹ con ngủ rồi, tại sáng mình đi lao động đó. Mà ổng ngủ đó, mẹ đây uống nước ngủ đó rồi. Ba tự dân mùng được còn mẹ. Ba ổng dân mùng được, mẹ thì bắt tán lại cho bả. Như vậy là chỉ còn vài đêm nữa thôi đây gì ạ? Gia đình cũng như 4 đêm nữa thì là cho nó khỏe. Gia đình cũng nhất sẽ thoát khỏi cái cảnh là ngủ bị mưa dột. Cái dấp trên đó cô bác bên gì đó. Nó tạt bên đó, nó tạt xuống. Nè ở đây còn mấy cái này, chỗ này thì nói chuyện nó nhiều với mấy nhiều nè. Chỗ nào nhiều nè, ổn nhất? Chỗ này nó xà xuống đó. Xà xuống luôn hả? Tại vì nó bị lũng dài vô đó, cái đầu mưa của nó chạy xuống, cái đầu nó nhiều đó, chạy đầu nó nhiều đó. Nhưng nó mục quá, mục. Nhà mình có được lúc trước là có được mấy cái bóng đèn. Nhất xài giờ có cái bóng này nè, như cái bóng cana này nè cơ. Như 7 giờ gửi thì cũng nhất tắt. Tắt rồi cũng xài lại bóng này cho nó đỡ hao điện. Rồi đi làm, cái việc mà đi làm thì Út Nhất đạp xe đạp đi hả? Thì Út Nhất đi làm xe đạp đó. Từ cọc cạch đây lên tới chỗ mình gỡ người ta đi ra ngoài nhậu. 9 giờ khi cái đầu đi về. Nếu như mà dư tiền thì Út Nhất có ước mình có được một cái chiếc xe gắn máy không? Ước cũng như có chiếc xe đó, nó là quan trọng là cái xe mình đi vậy cho nó tiện. Nhiều khi mình về á, thấy nó mình về cũng lượt với người ta. Còn biết chạy xe đạp đó, cái đầu có khi người ta tới như người ta 9 giờ người ta về đó, người ta chạy về trước biết. Cái người ta bỏ biết là rồi cứ biết chạy về sau hết. Cái kiểu nó có xe cái lên xe người ta chạy rồi. Cậu biết mới chạy xe máy cọc cạch thì về tới nhà cũng 10 giờ mấy, 9 giờ mấy. Có khi nào buồn không ông nhỉ? Buồn, mình thấy cũng như cũng buồn mà điều cái mình nói thâu đi. Buồn như giờ tại vì hoàn cảnh mình nghèo, mình đâu có so sánh với người ta được. Rồi thấy mình không có suy nghĩ gì chuyện đó. Mình nói thâu kệ, có xe đạp nữa, mình chạy cọc cạch cũng được.
Là cứ đi là về tối là cũng về xe đạp một mình. Vậy mình ơi, tại mình đi xe Honda đó, lúc nào tao cũng về trước mình này. Sao mình không có gian rồi ta? Tại vì lúc hai vợ chồng ta điên cặp á. Như hai vợ chồng ta điên cặp, rồi hai vợ chồng của người kia điên cặp. Chừng nào mà thằng chồng nó mà bữa nào chồng nó có làm cái gì đó là nó mới điện cho biết, nó nói đêm nay biết đi ra đó thì nó đón nó rước, thì mình khỏi lấy xe đạp mình đi, có gian nó mình đi rồi cấu như vậy được với nó luôn. Còn bữa nào mà hả có chồng đi thì biết lấy xe đạp đi. Nghĩ lại thấy mà đạp buổi tối đi làm vậy mệt, mà đạp buổi tối thấy mệt quá. Thì cũng trời cọc cặp như vậy, như người ta tới trước thì mình tới sau chứ sao giờ. Chứ mình không có xe, mình đâu có bì cho người ta được. Có khi nào vừa đạp vừa khóc không? Không, mình buồn. Mình buồn mà mình nói thâu kệ đi. Người ta về trước về, còn mình kệ thẳng về cũng được. Vậy hả? Ôi dễ thương như trời. Chứ giờ họ biết làm sao vậy. Thôi bây giờ hết buồn vui lên đi. Mai mốt nếu như mà còn dư tiền á thì mình sẽ mua chiếc xe. Có ước chắc có lẽ nếu dư nữa mua được cái máy giặt chịu không? Được á ông Hồ. Giặt như nó khỏe. Chứ để cũng như đi làm lên cái ba cái đồ ổng như cái bả này kia nó quải. Mà đều không đánh gì cũng không biết chữ nè. Không biết chữ mà không biết cái bấm cái nút làm sao mà biết cũng không có gần cái đó nữa. Bởi vì mà cho vậy thấy mua vậy thấy tội nghiệp mấy bả không? Nếu như mua thấy tội nghiệp mấy bả không? Không, nghề nó không ai nghiệp mấy chị thì nó ai nghiệp. Mình thấy cũng như cái kiểu như cái mỗi cái bả mỗi lo cho mình vậy đó. Rồi cũng nghĩ rằng là không biết nghĩ gì nè. Mình nói cũng như mình sức thanh ra mình đi ở ngoài nắng mình làm này kia mà có trăm mấy. Mình thấy như mấy chị ở ngoài biết bả làm cái gì mà bả giúp cho mình hoài. Mình thấy mấy bà mình cũng tội đó. Biết nghĩ thì nghĩ có nhiều. Nếu như mấy bà về thăm Út Nhất đại món gì? Chúa, nếu mà mấy chị về hắn là nó thiệt. Yêu cầu hả điện là biết mua là ở lòng quê mình nó kiếm gì lạ lạ cho mấy chị ba. Ăn là không có hết tiền sao? Không, cái đó thì hết thì đi cài cái khác cũng được nữa. Tại kiểu như mình mặn gậy, mình mặn thì là những mấy bà về. Ôi mấy chị vô thì có nhiều ăn, có gì ăn lắm. Mình mua này kia thì lạ lạ này cho mấy chị ba. Chứ giờ sao giờ? Con giống như trả ơn vậy hả? Cũng như mình trả ơn cho mấy chị. Mấy mẹ có qua có lợi. Như chị má thì mà chị má nói không biết chị nào có vô. Ví dụ chị nói là 1 ký tôm, 5 ký mực thì sao? Không có đó thì tụi đó nhiều quá mình không ấy. Hả? Nhiều quá mình không có tiền mà ấy. Không có tiền. Chứ làm. Hay là đại đồng 5 ký chuột đồng, 2 ký chuột đồng, 5 ký lương. Mấy cái đó ở đây thì đồng quê thì đó thì nó rẻ. Hai ký nó có 70 mà. Đó thì nó rẻ. Ăn 2 ký là hết ngày làm cỏ rồi. Không, cái đó thì nào nó nhầm nhò gì. Kệ lâu lâu mấy chị mới vô làm mà. Mình đâu có nghĩ gì được. Mình có gì mình ăn đó chứ. Thì biết là ngày nào làm ông mấy chị mà hãy vô thì là thì mình mua cái chuột đồng hoặc là cái như lương hoặc là những kia cái lắp đồng này kia đó. Mình làm lẩu này kia hoặc là nướng chui cho mấy chị ba. Chứ mà mấy chị ngoài ba cái đồ mà gà, vịt, bọng thì người ta dễ người ta ăn. Người ta ngán. Tại vì quê mình là mà chỉ ba cái món đó thôi. Giật hát được không? Sợ gớt cái găng không? Ủa, cái găng nó lỏng lây à, ca cái nó. Hồi xưa làm hồng găng nhiêu tiền? Ủa, lúc đó một cái có 100 ngàn à. Cái gì? Một cái có 100 ngàn như găng kiểu như găng dởm đó. Rồi cái nó một lần cái đó nó kiền cái gài nè. Cái tự ên cái nó gãy cái nó dởm cái nó không có kiền được, nó lỏng cái vậy nó sập nó gớt hoài. Có khi nói chuyện với người hồ, có khi mắt ra cái lử dính vô vậy nè. Sợ nó gớt. Đâu chứ sợ nó gớt mình chết. Mà bỏ ngồi kêu ca hoài cái nó. Có khi bữa mà ca ở ngoài cồn ngoài đó. Chứ khờm xuống ngoài lỡ có cái gì. Người ta cũng không có cừ nữa. Nó lỏng le nữa. Dễ thương trời. Cái này hát nữa không? Hát gì nữa hát. Nguyên ngày nay cũng không có ngủ được miếng mệt mình chết. Hát cũng không phổng hay. Rồi thôi hôm nay thì cũng cập nhật tình hình cho cô Út Nhất á. Coi nhà dọn đến đâu qua coi đây coi Út Nhất có cắt điện đồ chưa. Nhưng mà điện đồ cũng đã cắt xong hết rồi.
rồi nhà cũng đã dọn dẹp cũng như sạch sẽ, chỉ còn đem một cái chiếc giường của bà cụ qua ngoài kia, giường ông kia. Cụ thì cứ để ở đây, bếp ga cứ để ở bên đây, rồi cái tủ thờ có thể đem để qua bên đây cũng được, không sao. Ngày mai thì có anh em sẽ ginh phụ, không sao, chứ mình cũng dứt làm thì đâu có sể. Đúng rồi, dứt làm không sể. Đúng rồi. Rồi thôi, nói lời chào tạm biệt với tất cả cô, rồi hẹn gặp lại cô bác quý anh chị cũng như tất cả các chị đi. Tạm biệt các chị và các chú và các anh em của mình trong nước và nước. Úc Nhất cảm ơn hết trơn luôn toàn bộ, Úc Nhất rất là mến, rất là nhiều. Bây giờ là Úc Nhất nổi tiếng rồi. Nổi tiếng chưa? Úc chưa biết, đâu có biết đâu. Đâu biết. Úc Nhất không có biết. Lên chợ có ai cũng kêu Úc Nhất không? Có, lên chợ thì đâu hay lên chợ thì có thiệt. Người ta nói sao? Người ta nói chú Úc Nhất là cái gì mà đâu bây giờ hả bấm lên rồi gặp Úc Nhất, hả bấm lên gặp Úc Nhất. Mấy ông Nguyễn Hồ đưa lên hoài kìa. Lấy gì không nghe mày, mấy bay lên mấy ông thấy. Rồi, một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ đến thời điểm này cũng chân thành cảm ơn tất cả cô bác của anh chị ha. Ngày mai thì cậu cũng cập nhật cái tình hình dỡ nhà ra, rồi khởi công động thổ cái công trình á, thì sẽ cập nhật liên tục cho cô bác của anh chị biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau ha. Bye bye, Úc Nhất. Cảm ơn Cưng.